đối với những bậc chư tăng hoặc cư sĩ không gặp đúng chánh pháp lời dạy của thế tôn trường hợp họ vẫn tu hành tinh tấn với pháp môn của mình và trường hợp đội lốt tu sĩ buôn thần bán thánh thì trong hai trường hợp này có phải nhận nghiệp báo gì không và có phước báo gì không À, cái chuyện mà đội lốt tu sĩ buôn thần bán thánh Thì à, cái chuyện này đi địa ngục là chắc rồi à, Mình dẹp qua một bên mình không bàn cãi nữa ừ. Còn cái vấn đề thứ hai tức là gì Mình thực hành sai giáo pháp Sai giáo pháp Mà mình thực hành một cách tinh tấn Trong trường bộ kinh Đức Phật nói rằng cái cách mà làm như vậy đó nó là một cái phương pháp nỗ lực không có tạo ra công đức tức là mình nỗ lực như vậy mình nỗ lực rất là nhiều mà mình không có phước gì hết trơn trọi khi chúng ta tu tập theo một phương pháp sai lầm thì dù chúng ta có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không tạo nên công đức cái này là ở trong trường bộ Đức Phật nói Đấy. rồi nếu như mà mình suy nghĩ rằng nhờ cái sự nỗ lực thực hành này mà mình được giải thoát giác ngộ thì Đức Phật nói rằng đây là tà kiến đối với người có sự nỗ lực thực hành tinh tấn một cách sai lầm thì cái chỗ tái sanh của họ là đi về súc sanh sanh làm súc sanh nha nỗ lực sai lầm thì tái sanh làm loài thú nhưng nếu như họ có tà kiến rằng bằng cái sự nỗ lực thực hành này mà ta sẽ được giác ngộ giải thoát thì do tà kiến đó họ chỉ có hai nơi để đi đó là địa ngục và ngạ quỷ thành ra đây là lời chia buồn với những vị tu hành rất là nghiêm túc nhưng mà tu sai chánh pháp và cũng theo trường bộ uh, cái bài kinh này đó là sư bây giờ tự nhiên sư quên mất cái tên nhưng mà nội dung là khi mà cái vị lý um, ganh thá đó, vị này vừa mới qua đời đó nha, thì uh, ngài Ananda đem cái sự kiện này về hỏi thế tôn thì thế tôn có dạy rất là nhiều Ờ, trong số đó là những cái lời mà sư vừa mới nói với quý vị. Ngoài ra thì nó còn một chuyện như thế này đó là khi chúng ta đã thực hành sai chánh pháp thì chúng ta càng nỗ lực chúng ta càng xa con đường giải thoát. Nó giống như chúng ta đi lạc đường, đi sai đường thì mình càng cố đi thì mình càng xa cái con đường mà mình xa cái đích mà mình cần đến hmm?